Thành phố Lào Cai là đô thị tỉnh lỵ duy nhất của Việt Nam nằm sát đường biên giới phía Bắc. Thành phố có vị trí địa chiến lược và địa kinh tế quan trọng, là nơi dòng sông Hồng chảy vào nội địa Việt Nam, cũng là nơi có các tuyến đường sắt đường bộ liên vận quốc tế đi qua cửa khẩu. Chính vì thế, thành phố Lào Cai được xác định là cầu nối trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, kết nối Việt Nam và ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc. Từ năm 1991, sau khi tái lập tỉnh Lào Cai, thành phố được hồi sinh từ hoang tàn đổ nát, nhanh chóng sầm uất và phát triển, trở thành đô thị loại 3 năm 2004, đô thị loại 2 năm 2010 và đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là đô thị loại 1 vào năm 2020. Hiện thành phố có gần 80.000 cư dân, trong đó 58.000 người sinh sống ở nội đô. Điểm mạnh nổi bật của đô thị Lào Cai là được quy hoạch xây dựng một cách đồng bộ và hiện đại. Các hạ tầng kỹ thuật cơ bản như đường xá, hệ thống điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, vỉa hè, cây xanh công viên đều có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Đô thị Lào Cai được xây dựng dọc đôi bờ sông Hồng và là đô thị đầu tiên bên dòng sông lớn này đã kè được cả hai bờ sông, mang lại cho thành phố cảnh quan độc đáo là đô thị sông nước giữa bốn bể núi cao. Từ năm 2010, sau khi hoàn thành quy hoạch mở rộng, đô thị Lào Cai hình thành hai phân khu chức năng khá rõ ràng. Khu vực phía Bắc là trung tâm thương mại du lịch gắn với kinh tế cửa khẩu, với mật độ đô thị cao và hoạt động kinh tế nhộn nhịp. Khu vực phía Nam là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, thể thao, giáo dục và y tế, với mật độ thưa thoáng, kiến trúc hiện đại, tận dụng tối đa được cảnh quan đồi rừng trong lòng đô thị và có dư địa dự phòng cho chiến lược phát triển đến năm 2030. Thế mạnh kinh tế nổi bật của thành phố Lào Cai là kinh tế cửa khẩu. Thành phố có hai cửa khẩu, trong đó cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất nhập cảnh, cửa khẩu Kim Thành chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cả hai cửa khẩu này đều được quy hoạch và xây dựng khang trang hiện đại, có đủ cơ sở hậu cần, logistics, đáp ứng cho hoạt động giao thương của hàng nghìn doanh nghiệp. Đặc biệt, đây là những cửa khẩu đầu tiên ứng dụng quản lý liên thông điện tử liên ngành, được các nhà xuất nhập khẩu đánh giá cao ở mức độ minh bạch, đơn giản thủ tục và tiết kiệm thời gian thông quan. Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu này đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, một tỷ lệ khá lớn các mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam như hoa quả, thủy sản, lương thực đã đi ra thị trường ngoài nước thông qua các cửa khẩu này. Việc mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai lên 16.000 ha với hạt nhân là khu hợp tác qua biên giới được hưởng một số chính sách ưu đãi trong đầu tư và kinh doanh, mở ra cơ hội lâu dài để thành phố tiếp tục phát triển kinh tế cửa khẩu, thực sự là cầu nối trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và là trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc. Thành phố Lào Cai là điểm trung chuyển du khách tới các khu du lịch Sapa và Bắc Hà, du khách tới Trung Quốc và từ Trung Quốc vào Việt Nam. Lĩnh vực này đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, hình thành hệ thống gồm hàng trăm khách sạn, nhà hàng, các trung tâm lữ hành, vận chuyển và mua sắm. Bản thân thành phố cũng là một địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh do có nhiều di tích và danh thắng như di tích Đền Thượng được xây dựng tại vị trí Đài Hỏa Hiệu, tức Đài Thông tin Cảnh giới bằng lửa và khói của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông 800 năm trước. Các di tích Đền Mẫu, Đền Cấm, Đền Quan, Đền Đôi Cô, danh thắng ngã ba sông biên giới, nơi sông Hồng bắt đầu chảy trong nội địa Việt Nam, các tuyến phố du lịch, không gian đi bộ ven sông Hồng. Với sự gia tăng hơn 10% số du khách tới thành phố mỗi năm, sự kết nối ngày càng thuận tiện hơn với các địa bàn du lịch khác của tỉnh và của Vân Nam Trung Quốc, tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của thành phố còn rất dồi dào, tiếp tục thu hút đầu tư vào các dự án như vui chơi giải trí, các khu sinh thái ven đô, sản xuất và phân phối hàng lưu niệm. Một thế mạnh nổi trội trong phát triển kinh tế của thành phố là nguồn nhân lực. Dân số đô thị có cơ cấu độ tuổi tương đối trẻ. Sự hội tụ và giao hòa văn hóa từ nhiều vùng miền và giao lưu quốc tế mạnh mẽ đã tạo nên một nếp sống năng động, cởi mở và thích ứng nhanh với sự biến đổi.
Các trường phổ thông trong nội thành là những cơ sở giáo dục có chất lượng cao, có thành tích nổi bật không chỉ trong tỉnh mà còn trong cả nước và quốc tế. Địa bàn thành phố cũng có nhiều trường chuyên nghiệp sở hữu cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và năng lực đào tạo nổi trội như phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Cao đẳng Lào Cai, một trong những trường cao đẳng cộng đồng đào tạo đa ngành đầu tiên của cả nước. Chính lớp công dân trẻ có trình độ, tràn đầy khát vọng, tự hào về thành phố trẻ và năng động của mình là chìa khóa để thành phố Lào Cai mở rộng cánh cửa đi tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, trung tâm giao lưu và hợp tác quốc tế của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.